cả nhà mình nhá. Hiện tại thì em đang đứng trên con đường Đặng Văn Trơn thuộc phường Biểu Hòa của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì trước mặt cả nhà mình đang nhìn thấy đó chính là cái cầu mà cầu An Hảo nhá. Thì từ vị trí cầu An Hảo đến chỗ em thì khoảng chưa đến 1 cây số. Còn về phía ở đằng sau lưng của thì đây chính là con đường mà đi về hướng cầu Biểu Hòa vào trung tâm thành phố Biên Hòa nhá. Thì sáng ngày hôm nay thì em có mặt ở đây để mời cả nhà mình đi uống cà phê. Thì ở đây có một cái quán cà phê rất là lớn, cà phê sân vườn view sông, rất là nhiều các cái gia đình và các bạn trẻ lựa chọn làm cái điểm đến vào thời điểm cuối tuần để cùng nhau đi uống cà phê ăn sáng. Thì đó chính là quán cà phê Golden Bay. Thì ngày hôm nay thì sáng hôm nay thì em sẽ dẫn mọi người đi vào trong để mình cùng tham quan nhá. Đây là từ cái đầu đường Đồng Văn Trơn em kẹo vào này. Ở đây nó có một cái biển cà phê Golden Bay. Rồi mọi người cứ đi thẳng vô đây, con đường này rất là lớn nha, hai ô tô mình có thể đi tránh nhau được. Đình Hòa Cuối nha cả nhà. Đó, mọi người cứ đi cuối đường gặp cái đình là mình kéo tay phải, mình đi theo con đường thôi. Xe máy nữa cả nhà, còn phía cái xe hơi nhá, thì ở phía nước ngoài kia có một cái nhà để xe hơi nhá. Đây là cái hướng mà vào xe máy. Em sẽ đi vào bên trong. Đây là cái phía cổng mà mình đi vào nha cả nhà. Mình sẽ đi vào cái cổng ban đầu này như này này. Phía bên tay phải mà khi mà mình bước vào thì mình sẽ thấy một cái biển hiệu này, Golden Bay. Mình thấy kiểu cái cây không? Cái cây Vạn Tuế á. Ở đó xong đó là bên tay phải là có một cái nhà mà nhà máy mái bằng mái ngói á, nhà xây mái ngói rất là nhìn rất là đẹp ha. Đó, có cái chữ Golden Bay mà cái trên cái tấm bảng màu gỗ nha. Đó, xe hơi ở đây cũng đậu xe hơi ở đây này. Xe hơi mình có thể mình đậu chỗ này nhá. Đây có cái cây mai vàng. Hoa rất là sặc sỡ. Quá đẹp luôn. Bên tay phải này có một cái nhà này, giống như nhà khách này cả nhà. Đó, có một cái gốc sung nữa. Ô, cái gốc sung này phải hai vòng hai người ôm. Còn chính giữa là thời điểm mình đi đang là đầu năm á, Tết đó. Có một cái mai. Đó. Đây có một cái cây khế cổ thụ nữa này. Đó, cái cây khế cổ thụ nha. Có những cái xoài. Đây là cái cổng chính mình đi vào á. Buổi tối ở đây thì được trang trí bằng đèn rất là sáng là đẹp này. Nay em đi vào buổi sáng nên là mình không có coi được cái đèn ở đây. Đó, khi mà mình bước vào quán ban đầu không gian là trang trí như thế này ha. Ồ, năm nay thì trong cái quán cà phê sân vườn Golden Bay này á thì được trang trí ở phía ngoài cổng này.
bánh tét một bên này, bên này là bánh chưng này, đó, bánh chưng, bánh tét, hai cái bên vòm, hai bên xòe sang là hai cây vú sữa, đó, cây vú sữa, gốc vú sữa đẹp không? Xòe sang nhá, đây, thấy xòe sang này, hai cây vú sữa hai bên này. Quá trời trái rồi, cái vú sữa bự luôn. Em đi sang cái hướng cái góc phía này, cái quấy của quán này, cái góc quấy quán này. Đây là hai bên là hai cái hàng cau, hàng cau. Cái góc quấy kia thì có hai cây dừa. Góc này thì cái nhà này để đấm kiểu đãi tiệc hết cả nhà. Đại tiệc hay là phòng khách ở đây này. Còn khúc cuối trong này là toilet. Đây cây dừa rất là sai trái đó. Đấy, đây là cái khúc giáp giữa bờ sông này. Có cá luôn. Ở đây thì quán là view sông Đồng Nai. Quán đi ra đây là view sông Đồng Nai đó. Mọi người thấy có những cái bàn mà sát bờ đó, thì lát nữa em sẽ đi đó em quay lại cho cả nhà mình cùng coi nhé. Còn phía đây em sẽ giới thiệu với con sông Đồng Nai này, thì hướng mà trước mặt quý vị đang thấy đó chính là hướng mà hướng cầu cầu Đồng Nai nha. Hướng mà các vị quý vị đang thấy cái xe ô tô đang đi là cầu Đồng Nai. Còn về bên hướng mà bên tay trái này đây sẽ là cầu An Hảo này. Còn về phía bên tay phải bên màn hình của cả nhà mình nhá, cái chỗ mà núi Châu Thới kia bên tay phải á, thì nó chính là cái cầu mà cầu Gành nhá. Thì phía này nó cầu Gành. Thì quán cà phê mình nó nằm ngay chỗ ngã ba sông luôn. Quán những cái chòi cà phê này, những cái bàn ghế này phía bên ngoài này, khách đang ngồi đu đưa nhá. Ở đây á, thì có một cái thuyền bằng gốc cây rất là đẹp ha. Thì thấy được trang trí nha, thuyền bằng gốc cây này lớn ha. Đầu thuyền là hình con lồng này. Trên này có một cái bàn để ngồi luôn. Đây có một cái bàn để ngồi luôn này. Mấy cái lồng đèn này, bàn bằng gỗ luôn. Đây một con lồng, một con phụng. Cả nhà mình thấy. Cái lồng này cũng khá là sâu nha. Thuyền này nghĩ cũng nổi luôn á. Đây cái cổng vào có hai cái vú sữa nãy em có nói rồi ha. Còn phía bên này là những cái bàn cà phê này, những cái bàn mà chờ này. Mình thấy để phục vụ bê nước anh. Cái cổng hoa cái này á thì được rất là nhiều người thích và đến đây chụp hình với chị. Còn ở đây cái cổng hoa giấy này đủ các loại màu sắc nha. Cái cây ở trong cái quán cà phê sân vườn này á toàn là những cái cây cổ thụ không à. Chủ quán á thì bố trí những cái cây xanh ở đây rất là nhiều, khi mình vào mình thấy cái không gian rất là xanh và mát ha. Thì đây là cái quầy mà kêu nước. Hướng bên này á thì mình sẽ đi ra cái hướng mà hàng rào ở phía bờ sông nha, thì lát nữa em sẽ đi ra hướng này. Thì bây giờ em sẽ đi vào khu trung tâm trước đã. Còn cái phía khu xa xa kia đó chính là cái quầy mà cũng là một cái quầy bar để kêu nước uống và đồ ăn. Thank you.
đây thì ở bên trong thì ở giữa cái quán cà phê thì mình sẽ có một cái hồ cá. Ở đây có một cái hồ cá coi rất là lớn. Thì cái hồ cá coi này lát nữa em mua đồ ăn, xong này em sẽ cho mọi người cùng coi hồ cá coi. Đặc biệt ở cái quán Golden Bay này của mình nhá, thì là view sông toàn bộ nha cả nhà. Thì ở đây á, thì khá là mát, nhưng mà với cái buổi trưa á, mà những cái cà phê sân vườn á, phía ngoài mà khi mà cái chỗ mà ít cây á, hoặc là không có dù che á, thì ngồi khá là nắng và nóng nhá. Nên mọi người nào ngồi thì thường phải có cái dù bật lên, hoặc là ngồi trong chòi, hoặc là ngồi dưới cái gốc cây thì nó sẽ mát. Mà mình ngồi buổi tối quán cà phê sân vườn thì mình khỏi nói rồi, quá mát rồi. Phía trong nhà này, ở trong này có nhà vệ sinh ở trong này luôn. Nhà ở đây thì ngoài cà phê, điểm tâm ăn sáng thì mình có thể mình đặt tiệc ở đây được luôn nha. Ăn sáng hoặc đặt tiệc ở đây đều được. Đây là cái phía mà cuối quán nha cả nhà, cuối phía bên trong này. Nay là ngày mùng 6 Tết này, khá là nhiều người đi uống cà phê vào buổi sáng ngày hôm nay, rất là đông bàn thôi. Em sẽ đi lên một phía trên này, bếp ăn với lửa chén ở trong này này. Đây là cái bậc thang mà mình đi lên lầu này. Cái tối mình lên đây mình ngắm cái view trời á, thì vừa ngắm view sông vừa ngắm được lên bầu trời, view bầu trời luôn. Đây thì có những cái phòng mà phòng máy lạnh. Cái mùi này phía trên á, làm bằng cái hình là hình tổ ong á, thấy giống cái hình tổ ong nha. Cái nóc mà chắn mưa chắn nắng á, nó là hình tổ ong này. Wow.
rồi ra tới tiếp cái khúc phía bên ngoài cùng phía dưới kia lúc đầu em quay á, thì khúc đó sẽ là một cái dãy bàn mà sát cái khu mà bờ sông này, trải dài đến về khúc này nó sẽ có hàng rào là để bờ sông thì mọi người ngồi những kê những cái bàn sát bờ sông để mình hưởng view sông luôn nha. Bàn này trên này giống như dành cho các cặp đôi á, cái chữ Golden Bay chữ tim này, view sông Đồng Nai đây, cây ăn trái rất là nhiều. Đây còn mấy cái chú chim bồ câu á, đang xuống ăn cùng cái đồ ăn mà khách tới đây mà cho cá ăn, cá coi ăn á, ăn đồ ăn á, chim câu đến ăn ké luôn kìa. Em sẽ đi xuống dưới em đi một cái vòng mà cái view bờ sông cho mọi người coi nữa nhé. Em đang đứng ở khúc cuối của quán này cả nhà. Mọi người đến đây uống cà phê, ăn sáng, ăn điểm tâm hoặc là uống cà phê buổi tối hay gì đó thì chủ yếu là tới đây để chụp hình check in là nhiều nha. Thì nữa em sẽ quay tiếp cho cả nhà nhé. Em đi về uống nước rồi đã. Đây có hồ cá coi nha cả nhà. Wow, trời cá coi này. Đó, mình cho nó ăn là nó chạy đến nó quá trời đông rồi. Đông. Wow. Đâu không con nhỉ? Cho ăn đi. Rồi nhắm đây này cho mấy bạn qua đây. Mọi người thấy người đến cho ăn như thế này đông quá trời đông này. Bạn này to chưa, bạn vàng này to chưa này. Đó. Thank you.
mua thức ăn cho anh 20.000 được này. Chị đồ ăn ở đây cho anh em nhé. Đi ra phía kia rồi kìa. Quá trời lên. Đây bữa cho này. Dạ đúng rồi anh, bự quá trời bự mà. Ở đây con cá màu đỏ, đỏ sậm luôn ha. Sậm này, màu vàng này. Đây là đủ màu, màu đỏ, màu đen này. Wow, con này vừa vàng vừa đỏ luôn ha. Con lớn ha, mà mấy con cá ở đây bự lắm. Ô, cái con này to ha. Ôi, con ném đi, ném bên bờ đó. Rất nhiều luôn à. Nó bự. Này là màu hơi xám xám này. Màu trắng kìa. Cho từng hạt thôi con, cho từng hạt thôi. Ở đây con cá mà cá coi màu đen ha. Còn bộ hồ này là hồ cá coi nha. Hết rồi. Hết đồ ăn rồi. Đó, quên rồi. Giờ mình cho ăn là tất cả cá nó tập trung hết khu này luôn này. Còn đồ ăn không? Khi mà mình tới cho đồ ăn tập trung hết khu này luôn á. Chạy hết ngoài kia chạy vào đây luôn. Xong cà phê rồi nha cả nhà ơi. Xong 2 ly nước rồi. Sáng nay đi trễ quá không uống cà phê sáng. Uống 1 ly sữa chua này. 1 ly nước ép dâu này. Cả nhà thấy ha. Ép dâu 79, dâu đá 59 ha, 38 nha. Thời điểm mà mùng 6 Tết thì cũng không có phụ thu gì. Thì địa chỉ của quán Golden Bay á là 70/3 Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nha. Em giờ em bắt đầu em đi ra nhá. Giờ em sẽ đi ra đi về ha cả nhà.
Cẩm La nha cả nhà, mình ra ngoài rồi nha. Hướng Cẩm đi vào này, lại xe này, xe phía trong nha, và xe phía ngoài kia. Ở trong video hôm nay em giới thiệu cái quán cà phê Golden Bay nằm trên con đường Đặng Văn Trơn thuộc phường Biểu Hòa của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.